Hello anh em biết chuyện gì chưa anh em ơi? Mình nghe đồn là hôm nay trên cái kênh YouTube của thằng Thiên Nhai TV nó sẽ up tới 3 cái clip tâm ma trong ngày hôm nay đó anh em ạ. Bởi vì cái tội hôm qua nó dám up cái livestream của anh em. Đó, cho chừa cái tội nghe chưa? Nói chứ hôm nay mình sẽ đền bù lại cho anh em, mình sẽ up 3 clip tâm ma gì đó anh em nào mà yêu quý thì theo dõi nha anh em ơi. Bởi vì hôm qua mình kẹt một số công việc cá nhân về muộn quá nên không có kịp lên được cái livestream cho bà con. Mong anh em thông cảm anh em ạ. Và hôm nay mình sẽ có một cái trận tâm ma đầu tiên trong ngày, đó chính là một cái trận tâm ma đến từ server 567 được chia sẻ với một người anh em, đó chính là Hiểu Hiểu. Chúng ta có một đội hình với hai con hệ thủy, Ngà Mi Huyền Thủy mà kết hợp với Thiểu Lắm mà Thiên Nhẫn cái ui có cả Cuồng Lôn nữa. Rồi, cẩn thận nha, Cuồng Lôn nó khống chế hệ thủy thì thôi sắp mặt, rất may Cuồng Lôn không bắt hệ thủy chúng ta. Cuồng Lôn đang đuổi theo Thiểu Lâm rồi, nhưng mà Ngà Mi của mình thì đang vất vả anh em ạ. Căng thẳng ở những giây phút đầu tiên, rải phù, ai dám quay lại nhặt cái phù, ai dám quay lại, đó chính là Thiểu Lâm. Như vậy chúng ta đã rớt đi 2 team, 3 team trong cái bản đồ tâm ma này rồi. Team này thì có lẽ là cần đổi một hệ thủy sang một hệ thổ anh em ạ. Ví dụ anh em có chơi team mà hai búp thì nên là thủy cộng thổ đó. Trong tình huống này hơi kẹt quá thôi thì gắng Ngà Mi cố gắng sinh tồn đi ha, tìm phái chúng ta đổi anh em ơi. Như vậy là một con boss thủ lĩnh đầu tiên đã xuất hiện ở những vị trí cũng khá là gần với team. Rồi, team chúng ta bây giờ sẽ làm gì đây? Quay trở lại nữa à anh em ơi, cẩn thận nha. Có team tàn kiếm, trời ơi, có cả Thiên Vương và Ngà Mi nữa, hai môn phái hệ kiếm, chúng ta đánh hay chạy, Thiên Vương đã xoay chùy rồi, Ngà Mi ơi, cố gắng chạy đi, và Ngà Mi không chạy được anh em ạ. Ngà Mi team đội bạn đã đặt cái vòng khá đẹp để khống chế Ngà Mi chúng ta. Thôi, Huyền Thủy ơi, đừng hổ báo quá, còn quay lại nữa, thôi chạy đi anh em ơi. Tình huống này Thiểu Lâm mình chưa đủ đam để dồn đam về đối thủ anh em ạ. Do đó chúng ta phải cố gắng sinh tồn trước đã. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục làm cái gì đây? Như vậy cái con boss đầu tiên đã có người ăn rồi anh em ạ. Bây giờ thì cả thành viên mình có một Thiên Nhẫn ở đây. Ồ, Thiên Nhẫn vụ ảnh luôn. Rồi, bây giờ chúng ta vẫn chưa đủ đồ nha. Các thành viên mình hiện tại chỉ mới có được bí kíp trung thôi anh em ơi. Chúng ta vẫn chưa có được cường hóa trang bị trung. Do đó chúng ta cần phải di chuyển để đổi tìm các loại trang bị. Và team này thì mình nghĩ anh em cần nên đổi phái thôi ha. Bởi vì Thiếu Lâm đi với Huyền Thủy, chúng ta sẽ bị thiếu đam rất là nhiều. Có Thiên Nhẫn vụ ẩn. Vụ ẩn kia ở đây có một team treo. Hình như ở trên mình thấy có cường hóa trang bị trung đó anh em ạ. Như vậy chúng ta đã quyết định bỏ qua cái team treo. Có Sung Tiêu. Lao vào Huyền Thủy cẩn thận nha. Tiêu giao đoàn thị, bàn băng đã được bật rồi. Đoàn thị bắn lục mạch nhưng chúng ta có thuận của bàn băng. Như vậy đồng bì thì cũng đã bị khống chế rồi. Cẩn thận. Tiêu Giao đang đuổi theo Thiếu Lâm. Ủa Tiêu Giao này máu liều ta. Ủa sao đuổi theo hệ kim. Auto này hơi bị fail nha anh em. Rồi cuối cùng thì chúng ta cũng đã kết thúc được ba ạc treo đây. Nhưng mà đổ máu khá nhiều. Anh em Thiếu Lâm có bí kíp trung rồi. Dậm vô lính anh em ạ. Dậm vô lính hồi máu đi. Nguy hiểm quá còn chết rương nữa. Dậm 1, 2, 3. Đó 17.403 máu. Như vậy là thời gian của vòng số 1 nó dần trôi qua đi và chúng ta chỉ còn khoảng 1 phút nữa là kết thúc rồi. Con boss thủ lĩnh thứ hai đã xuất hiện một vị trí rất là xa. Và chúng ta đã không quan tâm đến hai con boss anh em ạ. Bây giờ thì các thành viên của mình quay trở lại khu vực số 10, bật búp to lên và chuẩn bị giao tranh. Úi, team này đã có người xử lý cho anh em luôn rồi nè. Như vậy là Thiểu Lâm đã quyết định chuyển sang Thiên Nhẫn vụ ẩn. Tâm ma này mà anh em cầm con Thiên Nhẫn này thì thôi ta nói nó phê nha. Cố gắng sinh tồn lên được bí kíp cao đi. Nhưng mà với việc đổi phái thế này thì mình có vẻ là hơi lo cho Huyền Thủy trong team. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển ẩn thân và lên ngựa, sau đó là chết map anh em à. Huyền Thủy hãy nhớ cẩn thận nha Huyền Thủy ơi. Đây có Ngà Mi Thiên Vương, cái team lúc nãy nó xử lý mình đó anh em à. Rồi Huyền Thủy ơi rút lại đi, ở trên đó có địch đó.
chúng ta có chấm đỏ, minh giáo, ngà mi và tiêu dao rồi. Xong ăn lóc luôn các kiểu, cẩn thận nó dầm. Cẩn thận thần rất kịp lúc một chút xíu nữa thôi nè em ạ. Thiên nhẫn vụ ẩn thì khá là mạnh với lực đam to rồi, nhưng mà anh em phải chú ý nha. Trong này nếu mà tiêu dao nó dùng một combo cũng khá là thốn nha anh em ơi. Bởi vì nếu như mà tiêu dao có được phục ma thạch tấn công trung hoặc là phục ma thạch tấn công cao thì cái lượng sát thương của nó dồn về chúng ta rất là to. Hỏi xuống ngựa ấn thân cái nữa đi anh em. Mình còn cái chiêu số 3 chứ mà chạy kiểu này mình thấy nó khoai quá trời khoai luôn. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã gặp mặt trở lại với Huyền Thủy. Rồi, vẫn chưa có được cường hóa trang bị chung, nghèo khổ quá trời luôn. Và bây giờ thì vòng số 2 chuẩn bị bắt đầu. Và chúng ta sẽ tiếp tục bật chế độ ẩn thân lên và di chuyển để chết bắp. Ảo tưởng rất xa, Minh Giáo. Rất may mắn là Huyền Thủy của chúng ta đã thoát thành công. Wow, Huyền Thủy quay trở lại vả Minh Giáo nè. Ai... Minh Giáo kinh công rất hay nha. Nếu không là bị cái chiêu cuối thì nhận chúng ta khống chế rồi. Chiêu 2, Minh Giáo 1 chấm máu. Liệu là Minh Giáo có chạy được hay không? Chúng ta lên ngựa đuổi theo anh em ạ. Rồi, nó trắng máu luôn rồi anh em ơi. Wow, một con võ đen vừa di chuyển ngược trở lại. Như vậy là Minh Giáo với sự hỗ trợ của võ đen có lẽ đã thoát thành công. Võ đen đã chạy thành công rồi. Mình đang rất lo lắng cho Huyền Thủy ở phía trên. Đây có một môn phái gì nữa nè mà Trương Ca. Trương Ca đổi sang... Ủa, nó ẩn thân kìa. Một con thiên nhẫn. Trương Ca đổi sang thiên nhẫn rồi. Vừa đổi sang thiên nhẫn, chúng ta quẹt chiêu 1 trúng thiên nhẫn lên 7x và ẩn thân anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta đang check ảo tượng tại khu vực số 28. Bên này đang giao tranh rất kịch tính. Trụ mình đang ẩn thân mà ngang mi nó chỗ cho banh cũng trúng nữa, giả man thiệt. Đó đó, không cho các bạn mở. Đây là tìm Minh Giáo, Tiêu Giao và Nga Mi. Một đội hình rất là khó xơi nha anh em ơi. Wow, cẩn thận nha anh em, cẩn thận nha. Ảo tượng vẫn đang bị chúng ta chống phá và vẫn chưa mở được. Nhưng mà mình thấy kênh hệ thống nó thông báo là khu 28 chuẩn bị đóng rồi đó anh em ơi. Tiếp tục bật cẩn thận vào thể phá, không biết tụi bạn đã mở được chưa? Vẫn chưa mở được. Có lẽ như không chỉ một mình chúng ta đâu, còn có những môn phái khác họ đang phá anh em mà. Ui, sao lại mất máu ghê vậy? Ui, tình huống đó sao mất máu anh em? Chẳng nghĩa là phản đòn anh em. Ui, căng nhá. Như vậy là Nga Mi một chấm máu, cơ hội chúng ta. Bật cẩn thận lên chạy cho lẹ. Chiêu 2, tầm với có rồi. Có điểm hạ gục anh em ơi, tuyệt vời. Như vậy là hiện tại số đội vẫn còn 5 đội. Nga Mi này nó cũng nghèo, người ta không có cường hóa trang bị chung luôn. Chúng ta tiếp tục cẩn thận di chuyển vào ảo tượng. Rồi, ảo tượng đèn rất trọng. Có người di chuyển vào. Đó là võ đen, thiên nhẫn dồn đàm rồi. Võ đen đã lên được 7x và bật được thuẫn anh em ạ. Chúng ta tiếp tục cẩn thận. Ôi, võ đen định chơi một cái pha lật kèo với Huyền Thủy nhưng rất tiếc anh em ạ. Như vậy võ đen đã mang về chúng ta một cái cường hóa trang bị trung. Và như vậy là team của mình đang di chuyển vào ảo tượng để tiếp tục mở có tiêu dao. Hy vọng ảo tượng sẽ được mở thành công. Không được rồi anh em ơi, thời gian của ảo tượng đã kết thúc rồi. Anh em nhớ nha, đến phút thứ 2 mà chúng ta vẫn chưa mở được ảo tượng thì nó sẽ biến mất anh em ơi. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì team của mình sẽ di chuyển về khu vực có boss thủ lĩnh. Chúng ta vẫn còn 4 đội trong bản đồ tâm ma. Như vậy là con boss thủ lĩnh cũng đã biến mất luôn rồi. Rồi, bây giờ thì... có lẽ là team của mình không có ý định di chuyển về con boss thủ lĩnh thứ hai này em ơi. Trong map này chúng ta sẽ còn có tiêu dao và những môn phái nào đó chúng ta chưa biết được. Rồi, boss chưa có ai ăn cả. Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển để chết tài nguyên.
Tính ra huyền thủy của mình vẫn sinh tồn được đến thời điểm hiện tại là quá tuyệt vời nha anh em ơi. Có thiên nhẫn xung quanh chúng ta. Đây đây, thêm con thiên nhẫn nữa nè. Ui ui. Như vậy thiên nhẫn đã lên ngựa thoát thân. Thôi bỏ boss đi anh em ơi, chúng ta đã không có ý định ăn boss rồi thì mình cũng phải rời xa nó. Nếu mà tiêu dao nó vào nó ăn cho một cái lóc cái là thôi sắp mặt liền. Bây giờ tâm ma mình rất ngán những con thiên nhẫn vụ ẩn như thế này anh em ạ. Thật sự là rất sợ những con này. Khả năng dồn đam và khống chế cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là khi anh em bị yếu máu nữa chứ. Trời ơi, nó chụp một cái một ta nói là khỏi chạy luôn. Đây đây, có tiêu dao, tiếp tục bật ẩn thân lên. Bật bút một hơi vội rồi anh em ơi. Rồi chúng ta sẽ chờ đợi tài nguyên xuất hiện và chết tài nguyên. Như vậy mình có thể xác định được hiện tại trong bản đồ tâm ma chúng ta sẽ có tiêu dao và thiên nhẫn. Kịp sáng dược, cường hóa trang bị trung. Mình thấy là huyền thủy đã đổi sang minh giáo rồi. Ui anh em đổi ngay cái khu vực đó nữa. Lỡ có team nào nó đổi huyền thủy ngược trở lại là nó quýnh mình banh càng nha. Nhưng mà mình vừa thấy một thiên nhẫn chạy sang. Bây giờ thiên nhẫn chúng ta có ý định đổi sang tiêu dao ngự phong hay không đây? Và như vậy là chúng ta đã đổi sang tiêu dao ngự phong anh em ạ. Mình thấy thiên nhẫn chơi ngon mà anh em. Trời ơi, thiên nhẫn là bao áp lực về team đội bạn luôn. Đây có một huyền thủy kéo nó lại, lướt một cái nữa. U là la, thiên nhẫn đã chạy thành công rồi. Rồi, như vậy là mình giáo chúng ta đã vừa kết thúc được một thiên nhẫn anh em ạ. Quá tuyệt vời. Hình như là ở trên có cường hóa hay bí kíp nha anh em, hình như là cường hóa. Chúng ta vẫn đang thiếu một cái quyển bí kíp cao. Ảo tượng được mở thành công rồi, có một viên đá hồi sinh. Mình thấy là mình giao đã nhặt rất lẹ viên đá hồi sinh anh em ạ. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đó, những cái lúc mà anh em di chuyển vào các khu độc như thế này là nếu mình chơi thiên nhẫn mình sẽ canh mình trận anh em ơi. Rất dễ luôn. Anh em quýnh tâm ma, cái tâm ma tuyệt địa này đến vòng này á, chúng ta chỉ canh, ví dụ mình đi solo mình mà team bạn team 3 thì mình phải lợi dụng những cái khu độc nó đóng thế này để mình xử lý nha. Ví dụ anh em thấy khu đó nó đóng mà team đội bạn đang đứng tại khu đó rồi là thế nào chúng ta cũng chặn cửa hoặc là bám theo. Để khi mà chuyển tống qua bên kia thì họ mất rất nhiều máu. Có thiên nhẫn xung quanh chúng ta. Rồi có bí kíp cao kìa anh em, lụm vô, đổi phái liền luôn. Ui, thiên nhẫn chụp minh giáo rồi. Rồi, rồi, rồi. Wow, wow, wow. Anh em thấy một cái chiêu cuối của nó mà chúng ta mất rất nhiều máu nha. Như vậy là minh giáo vẫn sống sót anh em ạ. Hiện tại thì giờ chúng ta vẫn chưa đổi được phái để tránh bị lắc thất thảm. Bây giờ thì giờ ta đổi phái rồi. Rồi, chạy thôi anh em ơi, như vậy là trong map này sẽ còn một thiên nhẫn và một tiêu dao. Đánh vòng này thì anh em phải chú ý cái phần kênh hệ thống giúp mình. Thường thì đến vòng này mình sẽ bật cái phần khung chat lên to ra, đó anh em thấy chưa? Mình đã bị rơi vào khu đóng. Vẫn chưa phát hiện được thiên nhẫn và tiêu dao anh em ạ. Tầm này mà thiên nhẫn có phục minh thạch cao nữa thì một combo phải nói là không thể nào thoát được. Tiểu giáo kéo lại, lướt một cái nữa, lọc lên. Trời ơi, không trúng cái nào cả. Tiểu giáo đã lên né tránh. Để đối phó với thiên nhẫn bắt buộc anh em phải di chuyển cùng nhau, nhưng chúng ta phải giữ khoảng cách song song nha anh em ơi. Đừng có di chuyển người trước người sau. Tiểu giáo quay trở lại, lướt vào, lóc lên. Hụt rồi bạn ơi, nè, chặn lóc nè, chặn lóc, lóc một cái nè. Ui, mất rất nhiều máu và hiện tại thiên nhẫn đang xung quanh chúng ta luôn. Ui, ui cái kèo này hơi căng nha. Ui, thiên nhẫn xuất hiện rồi, chụp minh giáo rồi. Mình thấy xong minh giáo rồi nè mà. Minh giáo không lôi được quỷ thiên rồi. Và minh giáo đã mất viên đã hồi sinh. Thiên nhẫn ra tay rất quyết đoán trong thời điểm vừa rồi.
Rồi anh em nếu mà nhanh tay thì chúng ta có thể đổi sang huyền thủy cũng được nha. Kéo ui rồi xong tiêu dao rồi, ăn một cái lướt một cái kiểu này là hết chạy. Như vậy là tiêu dao đã bị xử lý rồi anh em ạ. Anh em nếu mà chúng ta nhanh trí thì có thể đổi sang huyền thủy. Lúc này mình thấy huyền thủy đây nè anh em ơi, đây có một vùng phải đó chính là huyền thủy. Boss đã biến mất và con boss tiếp tục xuất hiện rồi, kéo lại lướt lóc. Trời ơi, không cần lóc luôn anh em, phải nói là hai chiêu thôi thiên nhẫn đã ra đi, quá tuyệt vời. Một cái trận tâm ma đầy kịch tính đúng không anh em ạ? Và như vậy là trận tâm ma đến đây là kết thúc rồi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.